Hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Ngày nay có người cầu chúng, muốn chúng, cúng thờ chúng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Có cầu chúng một cách đơn giản, chư vị không cầu chúng, nhưng chư vị có thể cầu công năng. Các tác giả của môn tu luyện chính pháp đều có thể cấp công năng cho chư vị. Như cầu chính là một chấp trước nuôi người thường. Giờ mình sẽ gọt màu đã các bạn ơi. Và ai có thể cấp chỉ có ma tại các không gian khác và động vật mới cấp thôi. Vậy chẳng phải tương đương với cầu chúng để là gì? Chúng để đến. Bây giờ mình đã gọt màu xong. Tôi không nghe cái gì. Thank you.
là mình đã đi tô màu xong các bạn thấy tô màu đẹp hay cho mình xin lại đăng ký kênh cảm thấy cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, tất cả các bạn. Mình sẽ đi cho màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Gửi xếp anh đi. Gửi đi. Trời ơi, đứng thành ghê rồi nhỉ. Thành bệnh như này cũng bao giờ gì ạ? Chưa. Lúc nhỏ đường Sơn La này cũng là đường đất đỏ gơ. Là anh đi học trả mưa cũng bị một lần. Xẹt cái mẹ càng lên trên này không bị công mạnh. Đâu kéo được dụng được ra. Em chưa vậy. Cái thằng này lấy đồ bỡ kia. Chắc rẻ đã bị đi trẻ cho tầm rét xỏ vào te. Ui, cái món đấy thì anh đừng coi thường anh em. Ở cái món rét nó lên tận chân mẹ không gỡ được ra đâu. Anh đừng có khinh bọn anh em. Anh đừng có khinh bọn hai cái té bọn anh em. Coi tường luôn, coi tất cả bọn hai cái tám luôn. Khinh đến là bây giờ. Người thơ thế này đã. Ui, xỏ rét thì em vẫn biết nhưng mà em chưa bao giờ em bị như thế đâu. Bạn cái này một lần anh nhớ. Người thơ của Thành chỉ có FIFA thôi.
Không, hiểm không chơi FIFA. Liên quân chơi được 1 năm, 2 năm. Vẫn có gì chơi, nghĩ mình không có nhỉ, cứ nghĩ mình là... Là mẹ người có điện thoại. Còn mẹ có điện thoại từ sớm, khi mẹ từ lúc bé đẻ mẹ đã biết... Mà là lúc bé đẻ mà mẹ biết cầm điện thoại mới chơi, mẹ chơi mẹ từ lúc đấy rồi. Đấy là mẹ mới có điện thoại thì mẹ mới chơi. Mẹ lại sai. Mẹ lại sai. Nói mình mà Thành làm gì mà biết cái cạnh như thế này nọ. Mình không biết chứ nhưng mà... Như vậy là sản phẩm tôi mò mình xong các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp cho mình like các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn quay trở lại kênh YouTube của mình.